Xin chào các bạn, các bạn ơi, hôm nay mình lên mặt đây thì mình sẽ sửa cái củ này các bạn. Đây là củ sen để chúng ta tắm hàng ngày thì có nghĩa là nó quá quen thuộc với các bạn rồi, nhưng mà có rất nhiều người thì không biết sửa chữa cái này. Thì khi mà cái này nó không khóa được nước, nó bị dò nước và không khóa được, nếu các bạn đã gặp lên gặp xuống rất là nhiều lần thì vẫn không khóa được, thì cái này thì mình sẽ thay thế. Đấy. Mình sẽ tìm một cái tô vít để các bạn nhé. Các bạn có thể kiếm một cái bút thử điện đấy. Thì các bạn ơi, các bạn kiếm cho mình cái tô vít dẹt như thế này nhé. Cái đầu nó dẹt như thế này. Đấy, cái đầu nó dẹt thì nó nằm ngon như một cái bút thử điện đấy. Thì chúng ta sẽ vặn được cái các bạn cứ cho đây mò bạn nào đấy, nó ăn tay, có nghĩa là sẽ vặn được đúng cái cá của nó các bạn ạ. Rồi đó, khi các bạn tháo được nó ra, nó sẽ ra như thế này. Thì các bạn nhớ này, đây là trong này nó có cái chôn nữa, nó đây là cái ô vuông này, trong này nó có một cái chôn này, để mình bật cái flash lên cho các bạn sẽ nhìn rõ. Đây thì cái này ấy, các bạn đừng tháo rời cái này ra, tháo rời này ra các bạn rất khó lắp vào, người ta quen người ta lắp dễ, nhưng bạn ấy là bạn rất khó lắp vào, nên bạn chỉ tháo tới như này thôi và nó vẫn giữ ở đây nhé. Bạn tháo rời ra rất khó lắp vào, các bạn tháo rời ra thì sau đó các bạn sẽ tháo cái tròn này ra, cái tròn này nó là cái gông của cái bên trong đấy. Thì đây là cái gông bảo vệ đó, cái gông làm đẹp thôi. Nó hơi nặng tay thì rồi, đây này, nó ăn vào nhau như này. Thì đây bạn nhìn đây, cái này đó là có những cái này nó có rồi, thì các bạn nhìn thấy cái này 1, 2 và 6 cạnh đúng không? Thì các bạn sẽ dùng cờ lê mỏ lết hay là kìm chết hay là bất cứ cái gì đấy các bạn tháo được ra, ngoạn hay nhất các bạn có thể tháo được ra. Ở đây trên thực tế thì mình sẽ thử bằng hai cái, đó là cái mỏ lết này và mình sẽ thử bằng một cái kìm chết nếu như cái mỏ lết này không dùng được. Thì thực tế là cái này dùng bằng cờ lê là chuẩn nhất. À rồi, mỏ lết vẫn ăn được, mỏ lết vẫn xoay được nó các bạn đấy, xoay được nó một cách nhẹ nhàng. Đó. Đây rồi, rồi các bạn tháo nó ra thế này nhá. Rồi thấy chưa, thì cái này các bạn có thể mua được rồi. Cái này đang có giá là 50.000 một chiếc nhá, 50.000 một chiếc. Các bạn có thể mua 60-70 tùy theo quán bán. Lại nó có lại xấu nhưng mà chúng ta nên mua lại đẹp. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy cái cũ đây đấy, cái cũ và cái mới. Thì nó dò là do cái này không khóa nước thôi các bạn, nó dò là do cái này khóa nước. Chúng ta thấy thôi, các bạn thấy đây, các bạn có thể vệ sinh qua cái này cho nó bền bỉ đấy, nhưng mà cũng có thể không cần thiết lắm. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy như thế này, đó là tất cả con này nó giống nhau, là nó có một cái lỗ to và hai cái lỗ nhỏ, và nó có hai cái chân này, hai cái chấu, các bạn có thể nhìn thấy không nhỉ? Thì mình sợ là này đấy, lỗ to hai lỗ nhỏ này và hai cái chấu ở hai bên lỗ to, thì tương tự như vậy nó ứng với cái này, nó ứng với cái bên trong của cái này nó cũng có như vậy. Các bạn nhìn sâu vào trong lỗ nó sẽ có như vậy, đây một cái lỗ to này, hai cái chấu bên trong lỗ nhỏ, các bạn đưa đúng như vậy nhé, đưa đúng cái lỗ to lỗ nhỏ đưa đúng, và các bạn đưa vào các bạn hơi xoay tay tí, các bạn sẽ thấy nó ăn vào cá là được. Không còn nữa, nếu nó ăn vào cá các bạn có thể cảm giác tay được ngay này, rất là chặt đấy. nó chặt, nó giữ mà nó không thể được, thì bạn bắt đầu đưa cái cá này lại nắp lại. Đó. Cái này thì mua đồ đẹp thì nó sẽ là bằng đồng hết. Bằng đồng thì nó bằng, các bạn đã mua đồ bằng đồng thì nó rất là dễ cho quá trình sửa chữa. Rồi. Nết đang không nắp được vào. Nó đấy. Lúc tháo ra thì có vẻ dễ nhưng mà lúc lắp vào thì hơi căng, không biết nó có lệch gen không thì mình sẽ tháo ra lại. Sợ là mình lắp lệch gen rồi. Những cái này chỉ có lắp lệch gen thì nó mới rất là nặng thôi các bạn ạ. Bạn nhớ nhé. Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể nếu mà lắp đúng luôn ấy, thì hoàn toàn các bạn có thể bạn vòng tay được khoảng ít nhất là phải một nửa dài. Mình sẽ làm thật nhẹ nhàng. Rồi đấy. Đấy, nó không lệch gen thì làm rất là nhẹ luôn các bạn ạ. Đấy, nếu các bạn phải dùng sức mạnh thì có nghĩa là nó đang lệch gen. Nó đang bị sai cái gì đó rồi.
Đấy, rất nhẹ nhàng luôn. Rồi, có lẽ là chặt lắm rồi. Ôi. Đấy, các bạn thấy nào, chặt chẽ rồi, chặt chẽ nó rồi. Và có thể dùng, có thể chặt hơn tí nữa, nhưng mà thường thì như vậy là chặt rồi. Bởi vì những cái mút cao su của những cái này, rồi, nó rất là, đấy, đồ đồng thì nó rất là chuẩn. Đây, những cái mút cao su này, nó rất là chuẩn, nó không giò đâu. Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái làm đèn vào. Đấy, vào. Mình nghĩ rằng nó rất dễ so với rất là nhiều người. Đấy, các bạn có thể bôi dầu vào đây nếu các bạn cảm thấy cái này hơi thít. Không được đẹp. Rồi. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ lại lắp vào cái này. Đây này. Đấy, các bạn thấy này. Đấy. Rất là ok rồi. Đây, các bạn sẽ đưa vào. Nó là vuông rồi mà. Các bạn chỉ cần đưa vào thôi. Nó là vuông rồi, chỉ cần đưa vào thôi. Đúng rồi. Rồi, và ta sẽ vặn cái này. Rồi. Đấy, rất nhẹ nhàng luôn. Rồi, ok, rồi, rất là ok. Các bạn đưa cái biểu hiện nóng lạnh này vào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp vào và xem kết quả lắp đặt chúng ta sẽ như thế nào. Ở đây thì mình sao lại bị mất một cái nõi sen ở dưới này. Mình không biết là nó đã đi đâu. Đấy, xin chào các bạn. Thì đấy, các bạn thấy là đây cái này cái cũ nhà mình đây. Thì hiện tại nó đang bị hỏng rồi. Mình sẽ tháo cái này ra. Để đưa cái này vào. Mình đã khóa nước rồi. Đó đây, mình muốn sửa cái này nhưng mà cái này hiện tại nó là Atimon thì nó đã vỡ rồi. Nó vỡ ngay cái tai này rồi. Nó vẫn dùng được nhưng mà nó vẫn... vẫn dùng được nhưng mà nó vỡ cái ốc tai này rồi. Ốc tai này chúng ta có thể hoàn toàn mua và thay được. Đấy, mua và thay được. Đấy, dùng chồng để tháo cái này ra, rồi thay cái ốc tai này thôi. Nhưng hôm nào mình sẽ tiện và mua xong. Bây giờ mình sẽ sửa chữa cái này đã. Cái này của mình bây giờ nó đang bị mất cái này. Cái này để tháo ra kiểu gì vậy? Sao lại bị mất cái này nhỉ? Cái chấu này nhỉ? À, cái chấu này chúng ta cần một cái chồng. Một cái chồng đưa vào trong này. Một cái chồng đưa vào trong này để vặn. Một cái chồng lục giác. Mình sẽ đi kiếm thôi. À, mình thoát được rồi các bạn ạ. Đây, nó có răng cao su này. Bây giờ mình sẽ lắp bằng tay. Nhưng không biết là lắp bằng tay thì nó có ok không? Bởi vì mình nghĩ là nó sẽ chịu được, bởi vì nó có con cao su với lại nó có cái này nữa. Cái này cũng sẽ lắp cùng chiều luôn các bạn. Đấy, chốc xiết một cái ăn hai luôn. Vì nó sẽ cùng chiều với nhau. Bởi vì nhà mà không có đồ. Đây, cao su. Chân này rộng hơn. Ốc này bằng đồng thì nó đẹp hơn chứ. Sửa cái này đây, nó đang hỏng đây. Từ cái hôm về sớm này hỏng cái này đâm ra này. Rách việc đây. Thế mà chú dỗi chú nghỉ đi. Nóng quá đúng không? Nóng. Làm thế. Tôi thì tôi nói thật, hôm nay chú làm xong 12 giờ chú nói thẳng quá luôn. Còn về mày một mình anh không làm được, mày thêm là nữa anh là thêm một mình anh, tức là được anh là đó. Từ hôm hôm nay anh nghỉ phát là xong là thằng kia lại bỏ về đó. Chứ thằng trên miền cao ấy, miền núi đấy. Ừ, nó làm là mấy hôm. Chứ nó không chịu được. Ừ, nó bỏ về. Dân tộc nó không chịu được. Ừ. Thế á? Thế thì... mà cả như thế cũng được nhưng mà phải có hai người. Đúng rồi, hai người như thế. Một người thì phải sao? Thì chú không nói, chiếu là dạ, người làm nhỉ? Một người làm thì sao được? Thế.
Một người không làm nổi. Thế nó cả lương rồi. Nó giả thì 5 triệu cũng được mà. Chưa cơm. Chưa, đang về tắm đi, cái nó hỏng đâm ra này. Ui, là mua giò phát sinh công việc giò tôm thì lấy ở trên đấy. Là đấy, ok à. Thử nước.